Hey, xin chào các bạn, nhân một ngày mưa gió thì mình sẽ thay đổi lại cái mô típ của video này Hình ảnh của các bạn đang xem là cuộc chiến ở trên mặt trận Cairo, chiến trường Epic Và nội dung của video này mình cũng muốn truyền tải và chia sẻ đối với những anh em chúng ta có quan sát về chiến trường này Để chúng ta cùng nhau trao đổi và suy ngẫm Và để bắt đầu video clip này thì mình xin lấy hình ảnh của một nhân vật trong tiểu thuyết của kiếm hiệp Kim Dung đó là mộ dung phục. Có lẽ là nhiều độc giả của bộ truyện Thiên Long Bát Bộ thì đều biết đến cái câu cửa miệng của Giang Hồ là Bắc Kiều Phong và Nam Mộ Dung. Kiều Phong như thế nào thì ai cũng đã biết. Chàng là cao thủ đệ nhất Giang Hồ, bang chủ của cái bang, bang hội lớn nhất trong thiên hạ. Quần hùng quy phục chàng vì võ công của chàng mà bạt vía. Xếp ngang với Kiều Phong cái tên mộ dung chắc chắn phải là người võ công cao cường đến mức khôn lường và mang khí phách của bậc trượng phu. Sau đó, những thuộc hạ của mộ dung phục lần lượt xuất hiện. Từ bao bất đồng, phong bã cho đến công giã an đặng bách xuyên đều thể hiện là những người võ công thuộc hạ đệ nhất. Lại là những người đầy hào hiệp, khí phách. Thuộc hạ đã như vậy thì chủ nhân còn ở mức nào nữa. Ngay cả Kiều Phong cũng phải thừa nhận rằng là thuộc hạ của mộ dung công tử là người như thế, y chắc chắn không phải là người xấu. Mộ dung phục xuất hiện với khí chất hiếm có của mình, đó là một nam nhân độ 30 tuổi, có phong thái tuấn tú, tướng người nho nhã, anh tuấn phi phàm, người mặc áo bào, vai đeo trường kiếm. Nhìn mộ dung phục, ngay cả một người có vẻ ngoài thư sinh, tuấn nhã như đoàn dự cũng phải thừa nhận là không thể nào bị kịp, thậm chí còn cho rằng họ mộ dung là rồng là phượng mình chỉ là cóc nhái trên đời tất cả những câu chuyện của họ đều vẽ lên một họ mộ dung với tuyệt chiêu gậy ông đập đương ông độc bá thiên hạ tô vẽ đẻ đẹp như vậy nhưng kết cục của mộ dung phục lại trái ngược hoàn toàn với những gì độc giả kỳ vọng anh ta về sau đã hóa điên và mình nhớ không nhầm thì nguyên nhân khiến mộ dung phục bị hóa điên là sau cuộc tỉ thí trên núi thiết thất khi anh ta cùng với phe tinh tú lão quái đinh xuân thu bị đoàn dự Người dường như không có tên tuổi gì trong giang hồ đánh bại Đường đường là cao thủ võ lâm Không có đối thủ trên đời Được tôn thờ sánh ngang với Bắc Kiều Phong Vậy mà lại bị kẻ không biết võ công làm gì làm khó Và thậm chí là cứu mạng của hắn Chỉ nghĩ đến đây thôi cũng đã đủ phát điên rồi Câu chuyện thứ hai mà mình muốn nhắc tới Là chúng ta sẽ cùng trở về thời kỳ của Tam Quốc Trước trận đánh xích bích nổ ra vào tháng 7 âm lịch năm 2008, Tào Tháo dẫn đại quân Nam Tiến. Lưu Biểu qua đời vào tháng 8 năm 2008. Quyền kiểm soát Kinh Châu thuộc về người con thứ của ông là Lưu Tông. Tào Tháo lập tức chấp lấy cơ hội tấn công Kinh Châu. Lưu Tông đầu hàng nhanh chóng, đồng nghĩa với việc Lưu Bị một lần nữa phải chạy nạn xuống phía Nam, đưa tàn quân rút về hạ khẩu, sau đó phái ra cát lượng tới Sài Tang để thương lượng với Tôn Quyền về một liên minh chống lại Tào Tháo. Tôn quyền mặc áo vải ngô Tiếp sứ giả ở doanh trại dựng tạm Gia Cát Lượng giỏi xét người Mới đến cửa đã đoán được cá tính của quyền Nên ông dùng kế khích tướng Cường điệu uy thế của Tào Tháo Và khuyên tôn quyền quy phục Quyền hỏi Nếu như lời ông Sao Lưu Dự Châu không hàng Tào đi Gia Cát Lượng đáp Điền Hoành chỉ là một tráng sĩ nước tề Còn không chịu nhục Uống chi lưu dự châu vốn là dòng dõi vương thất Anh tài cái thế Nếu việc chẳng xong là bởi ý trời Sao có thể hàng tào Tôn quyền nói rõ quyết tâm chống tào Nhưng vẫn nghi ngại vì không đánh nổi Hỏi rằng Lưu dự châu lưu bị Cũng mới thua trận Sao có thể chống nổi được lạ này Trước khi liên minh tôn lưu được thành lập Tào Tháo đã gửi một bức thư cho Tôn Quyền Trong đó có nói với việc là Tào Tháo đang thống lĩnh 830.000 binh mã và đề nghị tôn quyền đầu hàng. Triều thần Đông Ngô lúc này chia làm hai phe chủ hàng và chủ chiến. Chủ chiến thì ít nhưng mà chủ hàng thì nhiều. Cuối cùng, Tôn Quyền đã nghiêng về phe chủ chiến và ông cử Chu Du, Trình Phổ cùng Lỗ Túc dẫn 30.000 binh mã ra mặt trận, liên minh với Lưu Bị chống lại Tào Tháo. Và kết quả của đại chiến xích bích như thế nào thì quý độc giả cũng đã rõ. Nhưng Câu hỏi đặt ra là sẽ ra sao nếu tôn quyền đầu hàng? Và quay trở lại với trò chơi này, Warbad là một trò chơi game chiến tranh, nhưng dường như các chiến trường epic là cuộc chơi của chính trị. Trên bàn ăn đã bày sẵn đồ ăn và ghế ngồi đã có tên. Các chỉ huy Warbad tôn thờ các cuộc chiến, sẵn sàng lao vào các cuộc, các cuộc chiến tranh chỉ để giữ khí chất của người lính hay sẽ thoái lui để bảo toàn danh dự? Câu hỏi này dành cho các đầu giả tự suy ngẫm và thông qua hai cái ví dụ minh họa mà tôi vừa kể trên, Âu oh, cũng là cái liễn thua trong danh dự hay bỏ chạy cùng danh dự, <laughs> thôi để dành cho anh em chúng ta cùng suy ngẫm. Ok, rồi video clip của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Đây là có lẽ là video cuối cùng liên quan đến chiến trường epic của Cairo và hẹn gặp lại anh em ở trong các cuộc chiến sắp tới trong warpath. Goodbye.